Niệm Phật làm sao để tiêu trừ những cái nghiệp chướng đó? Thì Ấn Tổ ngày nói là nhớ Phật thì chuyển nghiệp. Phương pháp niệm Phật đó là nhớ A Di Đà Phật. Chứ mình đừng có nghĩ rằng bây giờ con dùng câu Phật hiệu này để dẹp những cái tạp khí, những cái nghiệp chướng. Đừng có nghĩ rằng dùng câu Phật hiệu này để dẹp, mà là chúng ta những cái điều xấu kia là cũng do mình nhớ nó và niệm nó mà thành quen. Nghiệp chướng là gì? Là cái thứ quay lại nhiều quận. Quay lại nhiều quận thì thành quen. Vậy thì bây giờ chúng ta nghe được pháp môn Tịnh Độ thì chúng ta cũng tập niệm Phật. Quay lại nhiều quận, một ngày chúng ta niệm có Phật hiệu này nhiều lần, niệm lâu ngày cũng thành quen niệm Phật. Điều xấu cũng do từ tập mà thành quen. Mà cái quân tập này nó không phải một đời này, mà cái quân tập này nó nhiều đời nhiều kiếp. Có những thứ mà khi chúng ta sanh ra đời, dù là chúng ta chưa từng thấy nó, nhưng con người càng ngày càng lớn, tự nhiên nó sẽ sanh những cái thứ không phải đó. Thì mình biết rằng đây là cái quân tập của nhiều đời nhiều kiếp, nó nằm sẵn trong A Lại Gia thức của mình. Phải nhớ, không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể dẹp sạch tất cả những cái điều không phải trong A Lại Gia thức của mình. Nhưng mà mình cần phải siêng năng nhớ Phật niệm Phật. Nên Ấn Tổ ngài nhắc mình là nhớ Phật thì chuyển nghiệp, mà quên Phật thì bị nghiệp chuyển. Ngài còn nói rằng là niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, nhưng mà phải cần niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Cái quan trọng của chúng ta là niệm được lâu dài. Mà muốn niệm được lâu dài thì phải gầy dựng tín nguyện cho thật kiên cố. Nên những đức từng nói rằng có những người họ niệm Phật vô vị lắm, không có cảm giác. Ví dụ như họ bị bệnh đau gì một chút, mà cái bệnh đau này là bệnh đau mà thọ mạng chưa hết. Họ vừa bệnh đau một chút thôi họ đi tìm thuốc uống, thì khi họ uống thuốc thì hết. Họ uống thuốc xong rồi họ tiếp tục niệm Phật. Vậy thì trong lòng của họ nghĩ thuốc uống vào trị được bệnh, chứ không phải là niệm Phật mà chuyển được nghiệp. Thì cái cảm giác của họ đối với câu Phật hiệu không có cao. Họ không có phát triển được cái năng lực của chính mình, nên họ không có dụng công niệm Phật. Từ nơi đó mà cái cảm giác đối với môn niệm Phật thì không có cảm giác. Còn có những người chúng ta khi bệnh đau một chút thì mình cũng niệm Phật. Mình gầy dựng được tín nguyện rồi, khi mình bệnh đau hơi nặng một chút mình cũng niệm Phật. Thì mỗi lần bệnh đau là chúng ta tiếp tục cứ niệm Phật. Lúc bình thường cũng niệm Phật, khi bệnh đau cũng niệm Phật, khỏe mạnh lại cũng niệm Phật, vui vẻ cũng niệm Phật, mà buồn phiền cũng niệm Phật, giàu sang cũng niệm Phật, mà nghèo nàn cũng niệm Phật. Có nghĩa là một câu Phật hiệu này chân thật niệm trong mỗi lúc mỗi nơi, thì lúc đó cái cảm giác mình sẽ có ấn tượng rất sâu sắc đối với câu Phật hiệu. Và những thứ ở cái cuộc đời này khi mình gặp phải,
mình không giải quyết được, nhưng niệm Phật có thể chuyển được cái tâm lo sợ đó, thì lúc đó quý vị mới cảm giác đối với pháp môn Tịnh Độ là pháp thù thắng. Nên có những người niệm Phật mà niệm vô vị là gì? Họ không có cảm giác gây dựng tín nguyện, khi gặp sự cố là họ chạy đi tìm cái ngoại cảnh để giúp đỡ, nên họ không có cảm giác đối với pháp môn niệm Phật. Nên quý vị phải nhớ rằng tất cả những người niệm Phật mà bỏ pháp môn niệm Phật, hoặc là người niệm Phật mà khi gặp sự cố mà chuyển phương pháp tu, toàn là khi gặp sự cố thì không niệm Phật, không vượt qua. Từ nơi đó họ không có cảm giác đối với pháp môn niệm Phật, chắc chắn 100%. Có một cái vị này trong chùa, tôi biết Phật pháp thời gian rất là lâu, nhưng ở trong chùa lâu vậy nhưng mà cái cảm giác về Phật pháp thì không hiểu. Khi có một nhân viên nghe được Phật pháp, nghe được giảng pháp, biết được pháp môn niệm Phật, khi người này ban đầu niệm Phật cũng vô vị lắm, khi bệnh đau, đau đớn vô cùng, có một người phiên họ hãy cố gắng gầy dựng tín nguyện niệm Phật, liều mạng mà niệm Phật. Người này đau đớn đến mức cực điểm, dùng thuốc cũng không có hiệu quả gì. Cuối cùng người này buông xuống vạn duyên, chí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc. Sự đau đớn không ngủ nghe gì được hết, người này hoàn toàn nương vào câu Phật hiệu niệm tới cùng. Và cái bệnh đau đó được chuyển hóa, tại vì thọ mạng người này chưa hết. Từ đó về sau người này có lòng tin với câu Phật hiệu, nên những đức xác thực 100% là khi người niệm Phật gặp sự cố phải tiếp tục niệm Phật. Nếu như thọ mạng chưa hết thì tiêu nghiệp hết bệnh. Khi tiêu nghiệp hết bệnh thì quý vị sẽ có cảm giác với pháp môn Tịnh Độ này rất là sâu sắc. Nên muốn gầy dựng được tín nguyện niệm Phật cho thật kiên cố thì bất cứ sự trở ngại gì ở cái cuộc đời này cũng đều dùng câu Phật hiệu, phải nhớ. Nên phương pháp có thể tiêu trừ nghiệp chướng và những cái tạp khí của chúng ta dùng cách niệm Phật nào, quý vị phải nhớ rằng chỉ cần nhớ Phật, niệm Phật như vậy thôi. Niệm thầm, niệm lớn tiếng, bấm số niệm Phật, lễ Phật, có nghĩa là đa dạng phương pháp quý vị thấy phù hợp cứ chân thật áp dụng. Nhưng điểm quan trọng nhất đó là niệm Phật. Niệm A Di Đà Phật cũng được, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, tùy theo thói quen người đó niệm Phật. Điều quan trọng là người này tín nguyện gầy dựng được đối với câu Phật hiệu, đối với bổn nguyện Di Đà chân thật niệm, nhất định là kết quả rất là lớn. Có những người khi họ chia sẻ về pháp môn niệm Phật, họ nêu lên những phương pháp cách niệm Phật nhiếp tâm, cách niệm Phật rơ rụng những cái vọng tưởng, cách niệm Phật để mau được chuyển nghiệp. Tùy duyên của mỗi người hướng dẫn. Nhưng quý vị phải nhớ rằng nếu như quý vị chân thật nhớ Phật, niệm Phật, niệm lâu dài, đây là lời Ấn Tổ dạy, phải niệm lâu dài. Chữ niệm là nhớ, nhớ Phật lâu dài, gầy dựng tín nguyện không bao giờ lui sụp. Cứ như vậy mà rèn luyện, chân thật mà niệm Phật, nhất định là có kết quả. Còn nếu như bây giờ mình đưa lên cái phương pháp phải nhiếp tâm làm sao được, ban đầu họ thì dụng công dữ dằn lắm, nhưng mà thời gian rồi họ không kiên nhẫn, họ bỏ cuộc. Còn chư tổ dạy là phải gây dựng tín nguyện niệm lâu dài. Chữ lâu dài này là chúng ta niệm một đời thì nhất định chúng ta sẽ có cảm giác đối với pháp môn niệm Phật. Khi cảm giác đối với pháp môn niệm Phật rồi thì nhất định
chúng ta sẽ không bao giờ bỏ pháp môn niệm Phật. Nên tất cả những người tu pháp môn tịnh độ mà bỏ đều là những người không gầy dựng tín nguyện mà ra. Người mà chưa được tín nguyện thì người này tuy họ gặp được pháp môn tịnh độ nhưng họ vẫn lao theo trần cảnh, đi đầu này đi đầu nọ tối ngày. Đó là vì sao? Không gầy dựng được tín nguyện. Từ nơi đó, nếu cái người gầy dựng được tín nguyện niệm Phật thật kiên cố thì người này rất là muốn ở một nơi để niệm Phật thôi. Tại vì sao? Trách mình là tệ quá thôi. Chứ pháp môn tịnh độ thì chỉ cần nhớ Phật, niệm Phật chân thật. Chữ chân thật này là chúng ta niệm A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ nhớ Phật, niệm Phật như vậy là được. Cái kết quả này lớn lắm quý vị à. Không cần phải đi tìm kiếm, học hỏi gì thêm, chỉ cần chân thật nhớ Phật, niệm Phật thì sẽ có kết quả. Có một công đoạn mà Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày dạy nè quý vị. Vì sao bình thường chúng ta cần phải niệm Phật? Chính là chuẩn bị đến lúc lâm chung không bị quên câu Phật hiệu. Vì khi bình thường chúng ta niệm thì khi lâm chung không bao giờ quên Phật. Tập thành thói quen niệm Phật. Nhớ, tập thành thói quen niệm Phật. Thí dụ như mình đọc sách đi, có những công đoạn dạy thời khóa tu không cần phải lập lên cái thời khóa. Tại vì mỗi một người thời gian sức khỏe của họ khác nhau, nếu lập thời khóa cố định thì có khi bị trở ngại. Nhưng quý vị phải nhớ rằng dưới căn tính của mình phải có thời khóa. Thí dụ như thời khóa áp dụng ở đâu? Trong đạo tràng của mình nó phải lập thời khóa cho chuẩn xác. Còn hàng Phật tử ngoài đời, thí dụ như mình có những công việc thay đổi thất thường thì quý vị tự điều tiết cái thời khóa dụng công tu của mình làm sao cho phù hợp. Nên Đại Lão Hòa Thượng ấy hiền, ngài có nói một câu rằng niệm Phật không trở ngại làm việc, làm việc không trở ngại niệm Phật. Vì câu Phật hiệu này chỉ cần nhớ Phật thì đi đứng nằm ngồi cũng đều dụng công niệm Phật được. Và thời khóa cố định sáng và tối, nếu như quý vị sắp xếp được thì tuyệt đối đừng nên bỏ, nhất định phải có thời khóa. Đối với người nào không cần thời khóa, đối với người dũng mãnh tinh tấn, đối với người tín nguyện kiên cố thì bất cứ nơi nào cũng là thời khóa. Còn đối với căn tính của chúng ta mà không có thời khóa thì tức khắc giải đãi bê tha. Thí dụ như bây giờ chúng ta đưa lên cái thời gian tu 1 tiếng 10 phút, đó là một thời khóa tu gia đình. Nên khi mỗi người vô thời khóa tu, không lẽ mình đi tu 40 phút mà mình đi ra. Nên phải dụng công cho hết thờ. Nhờ cái thời khóa này mà tu hết thờ, lâu ngày tập thành thói quen niệm Phật, lễ Phật. Thói quen này khi nó đúc kết trong tâm tư mình rồi thì lúc đó cũng như là món ăn mà không thể nào thiếu. Nên có những công đoạn mà người xưa nói rằng không cần phải lập thời khóa, đó là đối với căn tính của các ngài dũng mãnh tinh tấn, tín nguyện kiên cố. Còn đối với chúng ta nhất định phải có thời khóa. Thí dụ như bây giờ đơn giản như trong chùa mình, nếu không lập nên 4 thời khóa tu, để tùy duyên mỗi một con người trong chùa
họ dụng công tu, thì quý vị coi ở trong đây sẽ rất giải đãi. Và cái việc mà niệm Phật thì rất ít. Quý vị coi nè, thời khóa tu theo thời gian của một ngày 4 thờ, rồi bấm số chiều còn có người đi ghi, làm những cái việc mà cho tất cả mỗi người chúng ta nhìn nhận được căn tính của mình quá kém, thì chúng ta phải chấp nhận. Đây là sự hỗ trợ cực kỳ là lớn đối với căn tính của chúng ta. Nếu như bây giờ đối với căn tính chúng ta mà văn tự của người xưa mình đọc được mà mình không chịu nhận thức về căn tính của mình, thì cái sai là do mình không đủ trí tuệ. Còn các ngài dạy thì phù hợp vào thời điểm đó. Còn khi chúng ta đọc thì không nhìn lại căn tính của mình, chỉ biết chấp văn tự mà không hiểu được căn tính của mình. Nên bữa đó chúng ta học tập có nói một câu rằng: đọc sách người xưa xem lại căn tính mình. Các ngài đưa lên quá nhiều phương pháp, tại vì có nhiều người hỏi nên các ngài trả lời. Khi chúng ta đọc được thì chúng ta phải xem lại cái căn tính của mình là dụng công phương pháp nào phù hợp. Thì chắc chắn rằng là phương pháp niệm Phật, lễ Phật niệm Phật, niệm Phật lễ Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật là phương pháp mà chính Đức Phật đã chỉ dạy mình. Đức Phật là bậc đại giác ngộ đã chỉ mình thờ mà pháp niệm Phật thành tựu. Vì còn suy nghĩ chi cho nó mệt nữa quý vị. Đức Phật đại từ đại bi, ngài chỉ dạy mình là hoàn toàn giúp mình, không có một chút hại. Mình không cần phải nghi ngờ chút nào, mình chỉ cần hoàn toàn tin vào lời Phật dạy, gây dựng tín nguyện cho thật kiên cố niệm Phật là được rồi. Cũng như công đoạn này Đại Lão Hòa Thượng Tiên Hóa ngài dạy rất rõ ràng không? Vì sao bình thường chúng ta cần phải niệm Phật? Chính là chuẩn bị đến lúc lâm chung không bị quên câu Phật hiệu, rất rõ ràng. Nếu như hàng ngày mà gây dựng tín nguyện niệm Phật thì khi gặp sự cố nào là nước trôi lửa cháy, đất sụp đè mình, rồi dịch bệnh hay là xe đụng hay tai nạn, rớt xuống núi xuống biển gì, chắc chắn rằng chúng ta sẽ không quên câu Phật hiệu. Trong một sát na chúng ta sẽ niệm câu Phật hiệu này thì phù hợp vào bổ nguyện Di Đà, ngài sẽ đến tiếp dẫn. Dù là ở một nơi hoang vắng, gặp hùm sói cọp beo, chúng ta cũng phải gây dựng tín nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Vì chúng ta phải tin rằng cuộc đời ở cái cõi này mỗi người chúng ta ai cũng sẽ chết một lần. Mỗi một người mình phải có sự gầy dựng tín nguyện cho thật là kiên cố. Những bài học tập này hoàn toàn là gầy dựng tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc quý vị. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, đó là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Nên mỗi một người chúng ta mỗi ngày bổ túc gì, làm sao bỏ cái môn tịnh độ được. Mà chính mình thấy có cảm giác rõ ràng như những đức ngày nào cũng học tập gì mà ngày nào thấy cũng vui. Có nhiều huynh đệ những đức mấy ổng cũng là ngồi chia sẻ Phật Pháp, vì sao mấy ổng bỏ cuộc? Cũng như những đức quen một ông huynh đệ này, ông thì ngoài đời có học thức quả, nói cuộc sống hàng ngày hoài vậy đang nhiêu thôi. Thì người này có kiến thức thì mình hết lòng mình chia sẻ thôi, tùy ông. Ông vẫn duy trì, ông giảng kinh thôi. Ông nói những văn tự mà chính ông đã nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, rồi chư tổ giảng, ông nói cao siêu lắm, mình nghe không nổi. Những đức nói với các huynh đệ sống chung, những đức nói ông này thời gian nữa chừng bỏ cuộc, không giảng đâu. Mới tập giảng mà giảng trên trời dưới đất, giảng chính mình còn chưa biết cái gì luôn, vậy làm sao tồn tại được. Thật sự thời gian ngắn ông bỏ cuộc. Nên tất cả những người chúng ta ai cũng có khả năng chia sẻ Phật Pháp. Đừng có nghĩ mình là người giảng, đem những văn tự xác thực nhất đọc lên để gây dựng tín nguyện cho mình, cho người. Mình dùng cái câu chia sẻ Phật Pháp, đem những văn tự Phật Pháp của chư tổ sư có tu có hành có chứng, chúng ta đọc ra để chia sẻ.
Cứ kiên nhẫn như vậy lâu dài, phải nhớ cái câu văn ôn võ luyện, tức khắc lâu ngày quý vị thành thói quen chia sẻ Phật pháp, cũng như thói quen niệm Phật. Thời gian chia sẻ Phật pháp từ nửa tiếng đổ lại tuyệt đối không dài nữa. Dù là ở đâu, một mình tu đi chăng nữa, hay hai mình, ba mình, nhưng chúng ta cũng có thể phục vụ cho chúng sanh, đem những bài chia sẻ Phật pháp kiên nhẫn. Ban đầu ít người nghe, nhưng cứ kiên nhẫn nhất môn thâm nhập, quân tu lâu dài, một câu Phật hiệu chân thật cứ mà chia sẻ, từ từ rồi quý vị sẽ thấy cái kết quả cực kỳ lớn. Phải nhớ cái câu là có công mài sắt có ngày thành kim, dội vàng khó thành công quý vị à. Đừng có làm cái chuyện mà vừa làm muốn làm chuyện cao xa, nghĩ mình là ông chờ, đừng có như vậy, không có thành công đâu, phải nhớ đó. Nên đối với môn niệm Phật này, Ấn Tổ ngài đã khuyên mình phải niệm Phật lâu dài. Thì muốn chuyển được tốt nghiệp hay chuyển được tạp khí thì cần phải nhớ Phật niệm Phật, cứ nhớ Phật niệm Phật thôi. Chứ đừng có nói rằng chúng ta dùng câu Phật hiệu chúng ta đè phục vọng tưởng, đừng có dùng gì, cứ nhớ Phật là được rồi. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta nhớ những thứ không phải, bây giờ nó phát triển lên lại, đó là nhân quả. Bây giờ chúng ta gieo cái nhân nhớ Phật lại, cứ là lo nhớ Phật thôi. Cũng như mình gầy dựng câu Phật hiệu, thí dụ như ngày xưa mình từng tưới vào cái cây mai dương, thì cây mai dương này nó cứ càng ngày càng lớn lên. Bây giờ chúng ta biết chúng ta tưới cây mai dương là chúng ta sai rồi. Bây giờ chúng ta tưới một cái cây, ví dụ như cây mít, bây giờ chúng ta tưới cây mít này, chăm cây mít này, thì mai mốt mình có trái mít ngọt mà nát. Còn cây mai dương kia gai gốc không, thấy không? Nghĩa là bây giờ câu Phật hiệu này chúng ta tập thành thói quen niệm Phật. Rồi bên đây là vọng tưởng cứ mặc kệ nó, nó cứ phát triển hay nó đến nó đi kệ nó đi, chúng ta lo nhớ Phật là được. Vì thì tức khắc lâu dài quý vị không cần tiêu nghiệp, nó cũng tự tiêu. Thay vì nghiệp tiêu là tự quên mà tiêu, phải nhớ. Thì mình còn biết nghe ai nữa giờ quý vị? Đức Phật đã dạy mình thờ mộc pháp niệm Phật, mà mình gặp ngay pháp môn niệm Phật mà mình bỏ pháp môn niệm Phật thì thua. Cũng như một con đoạn mà những đức chút xíu đọc cho vị nghe. Hòa thượng tiên quá ngày dạy, bởi vì có một câu đọc sách người xưa xem căn tính mình, đúng là như vậy. Đọc sách chư tổ sư xem lại căn tính mình, khi mình đọc á, trong đó quá nhiều phương tiện, nhưng mình phải phân tách ra cái nào nặng cái nào nhẹ. Thí dụ như bây giờ quý vị đọc sách của Ấn Tổ, thì khi phân tách ra thì ngài nhấn mạnh về pháp môn niệm Phật là cao nhất, khoảng 70-80% đi. Những chỗ nhấn mạnh về tinh hoa phiên mình niệm Phật. Còn 20-30% thì một số người tu các pháp khác hỏi ngài cũng trả lời. Thì chúng ta xem lại căn tính của mình, coi cái căn tính của mình à, mình chọn cái pháp tu nào mà mình cảm thấy phù hợp với khả năng mình, và mình nhìn căn tính của chúng sanh trong thời mạt pháp để mình hướng dẫn cho họ phù hợp. Thì trên là từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ mình thờ mạt pháp niệm Phật, và chư tổ sư phần nhiều vị nào cũng hoàn truyền tịnh độ. Dù là các ngài tu pháp thiền mặc, các ngài cuối cùng cũng là vị nào cũng
có hoằng truyền về Tịnh Độ Tông. Nên có một công đoạn Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày dạy: tham thiền khó hơn niệm Phật, niệm Phật dễ hơn. Các bạn chưa thấy sự vi diệu thù thắng của việc niệm Phật ạ. Tôi nói với các bạn một câu rất chân thành: tôi làm mọi việc mà tâm luôn hoan hỷ là nhờ niệm Phật mà được. Lời dạy rất là hay quý vị. Đại lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngài là một vị tu tổng trì. Trong ngôi chùa của ngài, ai vô cầu học pháp nào thì ngài dạy pháp đấy. Mà những cái tinh hoa này ngài cũng dẫn dắt người đủ duyên khi nghe được thì hưng khởi tín nguyện về niệm Phật. Chúng ta đọc sách của người xưa mình kiểm nghiệm căn tính mình, quý vị để ý nè. Có những người, người ta không thích niệm Phật thì người ta đọc sách của Hòa Thượng Tuyên Hóa, người ta sẽ không bao giờ thấy được những cái đoạn văn dạy về niệm Phật tinh hoa, mà người ta muốn đi tìm những cái đoạn về pháp tu khác. Còn có những người, người ta không chuyên nhất niệm Phật, dù người ta đọc sách Quán Tổ, nhưng người ta vẫn là hướng đến những công đoạn phương tiện cho những chúng sanh về cầu an, về cầu thọ mạng kéo dài, về cầu tai qua nạn khỏi. Lạ thay, dù đọc sách Quán Tổ vẫn là đi vào con đường của thế gian pháp. Còn nếu như quý vị quy tâm về tịnh độ, chuyên nhất một câu Phật hiệu niệm đến cùng, thì quý vị đọc bất cứ sách của chư tổ sư nào về tu thiền tu mật, thì khi chúng ta coi qua, chúng ta đều càng hưng khởi thêm tín nguyện niệm Phật. Vì sao? Đọc sách người xưa xem căn tính mình. Khi mình đọc những đoạn văn về tu thiền tu mật hay tu các pháp khác, mình thấy hình như mình không vào nổi. Từ nơi đó mà mình thấy được cái đoạn nào dạy về niệm Phật là nhất định chúng ta hưng khởi tín tâm, chúng ta nói rằng vị này cũng dạy niệm Phật. Giống như công đoạn này Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài dạy, thấy không? Tham thiền khó hơn niệm Phật. Những đức có đọc một công đoạn cho quý vị nghe. Ngài Bá Trượng, đồ tôn của Lục Thổ, ngài cũng dạy niệm Phật. Ngài cũng nói câu tương đương như vậy: tu thiền khó hơn niệm Phật. Như Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa là ngài nói lên câu này là chúng ta tin 100%. Vì sao? Vì ngài là bậc tu tổng trì, bậc phi phàm vô cùng. Ngài tu thiền, ngài có thể nhập định đồ rất sâu. Vậy thì ngài biết được rằng tu thiền này rất là khó đi vào định, niệm Phật này có thể đi vào định dễ hơn. Nên chư tổ sư cũng nêu lên rằng là tất cả các môn tam muội thì niệm Phật tam muội thì chúng sanh có thể làm được. Môn niệm Phật tam muội là môn thù thắng nhất. Vì sao gọi là nhất? Vì chúng sanh có thể làm được nên gọi là nhất. Giống như có một câu nói rằng là tụng kinh không bằng chị chú không bằng niệm Phật, niệm Phật là đệ nhất. Vì sao gọi là nhất? Vì phương tiện này phù hợp với căn tính chúng sanh. Căn tính nào cũng có thể tu, nên gọi là tam căn phổ độ, phàm thánh tề thâu.
Nên nói rằng pháp môn tịnh độ là pháp môn đệ nhất, đệ nhất về cảnh giới, đệ nhất về độ sanh, đệ nhất về phương tiện, đệ nhất về nhân duyên, đệ nhất về phước báo, và đệ nhất về dễ tiếp nhận. Quý vị coi nơi nào niệm Phật là nơi đó tức khắc hưng khởi, và nhân duyên của người niệm Phật thì vô cùng thù thắng. Quý vị coi tất cả những người niệm Phật, phần nhiều những người này họ sống rất đơn giản và dễ tin. Nhìn họ không có nặng nề như cái người tu các pháp khác. Không phải là tu các pháp khác mà nặng nề, mà là do gì chúng ta nghĩ rằng mình quá cao siêu gì đó, nên mình phải ra một cái thái độ gì đó mình giữ dằn chút, thì tự nhiên mọi người thấy mình, ta cũng tránh xa. Mà mình chưa được gì mà ta nghĩ mình cũng dữ dằn lắm, cuối cùng người ta đưa mình lên cao quá nên tự mình phải té xuống. Cái khổ là do chính mình thích lên cao rồi cuối cùng mình té xuống bỏ mạng, phải nhớ. Nên công đoạn này Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa Ngài dạy rất là hay. Ngài nói rằng là các bạn chưa thấy sự vi diệu thù thắng của việc niệm Phật ạ. Ý Ngài nói rằng Ngài đã cảm giác được có vật hiệu này thù thắng lắm. Các vị là người niệm Phật mà chưa hưởng được cái hương vị của niệm Phật sao? Tôi hưởng được rồi đó. Tôi nói với các bạn một câu rất chân thành. Và tự tiên quá Ngài nhấn mạnh, Ngài nói rằng tôi nói câu này rất chân thành. Tôi làm mọi việc mà tâm luôn quan hỷ là nhờ niệm Phật mà được à. Hay. Nên những đoạn văn này mà học rồi thì chắc chắn người tu tịnh độ, quý vị gầy dựng được tính nguyện kiên cố liền. Quý vị phải nhớ rằng cả nghe pháp của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không luôn cũng vậy. Nếu như nghe pháp của Ngài mà mình không xem lại căn tính của mình thì quý vị cũng mất phương hướng luôn. Vì sao? Vì khả năng giảng pháp của các ngài quá rộng, quá rộng. Còn căn tính phàm phu của chúng ta bây giờ, cái gì mà quá mở rộng thì tức khắc lạc lối. Nên có nhiều người họ rất là kính trọng lời giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Họ đi đâu cũng có thể đeo về sợi dây phone trong lỗ tai, hoặc là nghe ngài giảng rằng một ngày nghe pháp 10 tiếng gì đó thì tức khắc họ cũng làm theo. Và họ đeo sợi dây phone trong lỗ tai, họ cứ nhét suốt trong đó, họ dồn nén để họ nghe, cố gắng mà nghe. Không ngờ họ không có hành trì. Thí dụ như cô giáo Lưu Tố Văn, cô nghe là cô hành trì, mà cô có thể thông pháp, gọi là tiêu hóa được đó quý vị. Còn mình là đưa vào mà không tiêu hóa, nên cuối cùng mình bị ứ bên trong. Nhiều người lắm á, nhiều người nghe pháp á, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mà bị ứ bên trong, chấp pháp nặng nề, đi đâu cũng đeo sợi dây phone và xem tất cả mọi người là thấp kém. Văn tự mà để cùng đấu đá với nhau thì cao độ, vì nghe để lý luận. Nghe pháp không phải như vậy, nghe pháp để hành trì. Những đức đã từng nói một câu rằng lúc trước những đức nghe pháp của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng được 5 năm. Sau này khi những đức đi xuống đây, những đức quyết định không nghe nữa. Và bắt tay vào cái việc chúng ta phải cố gắng niệm Phật thôi. Mỗi ngày niệm Phật, rồi tất cả những việc gì làm được tốt chăng thật làm, rồi niệm Phật. Nhưng lạ thay là tất cả những cái nghe 5 năm trước nó nhớ lại hoàn chỉnh hơn là lúc trước mà ngồi đâu cũng nhồi nhét để nghe. Lúc trước nhồi nhét để nghe muốn nhớ thì nó không nhớ. Nhưng mà khi niệm Phật, buông xuống tất cả để niệm Phật, thì ngộ thay là khi chia sẻ Phật Pháp, kể chuyện về lời giảng của Hòa Thượng thì kể càng rõ ràng, kể càng lưu rít từng câu từng chữ. Còn lúc trước nghe
mình muốn nhớ để mà mình chia sẻ Phật pháp mình kể, thì kể chỗ này quên chỗ kia, kể chỗ kia quên chỗ nọ. Nhưng khi không nghe nữa mà chuyên nhất niệm Phật thì lại nhớ. Nhưng Đức đã thấy được cái kết quả này rất là đặc biệt. Rồi khi mình niệm Phật, tức khắc cái ngã của mình hạ xuống. Còn lúc trước nghe pháp mà không niệm Phật thì lạ thay là sự hơn thua đấu đá và xem mọi người thấp kém, thì cái tâm mình rất là cao. Cái này là những đức thấy rõ ràng. Không biết nhiều người nghe có bị tình trạng này hay không. Có những người nghe mười mấy năm, 20 năm, nhưng mà lạ thay cái sự tu của chúng ta không tiến. Vì sao? Xem lại cái ngã của mình thì càng tăng. Xem lại cái ngã của mình thì càng tăng. Lạ như vậy. Vì sao? Nhò nhét. Còn cô giáo Lưu Túc Văn, cô nghe là hoàn toàn khác. Cô nghe rất chân thành và cô hành trì rất chân thật. Nên hành trì chân thật nghe thì thâm nhập liền, thâm nhập cảnh giới. Còn mình nghe thì thấy nhiều nhưng mà nhòi nhét. Giống như món ăn, ăn không vào mà cán vào thì không xong. Vào rồi thì không tiêu hóa được, thì cuối cùng khổ rồi quý vị. Thấy không? Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta đọc sách người xưa, nghe pháp người xưa, xem căn tính mình đúng rõ ràng, coi căn tính mình có thể tu cái pháp nào. Thí dụ như giờ những đức đọc sách của Đại Lão Hòa Thượng Tiên Hóa, thì bây giờ những đức lấy những cái văn tự niệm Phật. Vì sao? Những đức chọn ngay cái chỗ niệm Phật. Nên nói rằng nếu quý vị mà gầy dựng tín nguyện niệm Phật, thì dù quý vị có coi sách bất cứ một vị tu thiền tu mật, hay là bất cứ nghe pháp ai, quý vị cũng tăng thêm tín tâm tín nguyện. Vì sao? Vì nếu quý vị là người tín nguyện niệm Phật mà nghe những người chia sẻ Phật pháp, mà giảng cái bên ngoài giảng cái bông lông bên ngoài chơi, giỡn chơi vậy đó, thì bị nghe sơ qua nói vài câu là hiểu liền. Tức khắc bị biết liền, biết người này vậy thôi. Thôi được rồi, khỏi cần mất thời gian, cho qua. Mà quý vị thường thích đọc sách người xưa, nhưng lạ thay những cái văn tự người xưa quý vị lại đem áp dụng vào cuộc sống của nhân sinh hiện tại thì sanh ra trí tuệ. Cái này là rõ ràng, rất là hay quý vị à. Rất là hay. Nên nói rằng quý vị chuyên nhất niệm Phật thì dù quý vị đọc sách gì cũng chuyên nhất niệm Phật. Còn quý vị đã tạm tu, càng coi thì càng tạm tu. Cái tâm nó đã không chuyên rồi thì càng đi tìm hiểu chừng nào thì càng tạp chừng nấy. Còn khi cái tâm mà mình đã cấm ngay bổ nguyện của câu Phật hiệu rồi, dù quý vị có coi sách gì đi chăng nữa, quý vị vẫn là chuyên tu. Vì sao? Vì mình nhìn nhận được căn tính của mình, các pháp khác mình vô không có được, tu không có nổi. Tin vào lời Phật dạy nhắc nhở chúng ta là thờ mạt pháp niệm Phật, thì tự nhiên mình tăng thêm tính tâm, mình hiểu rồi. Hiểu các pháp khác là rõ ràng vô không được rồi. Bây giờ mình đã vô không được, sao hướng dẫn người ta? Thì cuối cùng mình chuyên nhất niệm Phật, đem pháp môn tịnh độ để giới thiệu, chỉ dạy người ta niệm Phật, thì nhất định mới bị kiên nhẫn cả đời niệm Phật không thay đổi. Vì sao? Làm cái việc mà thành tựu dễ, vì sao không làm mà đi làm cái khó làm chi vậy? Đại Lão Hòa Thượng Tiên Hóa, ngài có thể thâm nhập về tu thiền tu mật, tu tổng trì ngài làm được. Nhưng ngài nêu lên câu rằng tu thiền khó hơn niệm Phật. Nên tất cả những bậc chân tu, dù tu ngoài tịnh độ đi chăng nữa, cũng giới thiệu pháp môn niệm Phật. Vì sao? Vì nhìn được căn tính của mình và của chúng sanh, nên đem pháp môn niệm Phật chỉ dạy phù hợp vào lời Phật quyền ký. Còn các pháp khác các ngài cũng hoàn truyền, vì đó là nhân duyên, nhưng đem tịnh độ giới thiệu đúng như lời quyền ký của Đức Thế Tôn. Nên đọc một đoạn văn của Đại sư Liên Trì, là vị tổ thứ 8 của tịnh độ tông. Đại sư Liên Trì là cũng là một vị tu tổng trì và tu thiền đạt đến cái trình độ thâm nhập cảnh giới. Nhưng cuối cùng thì Đại sư Liên Trì ngài buông xuống hết tất cả, ngài chỉ chuyên nhất hoàn truyền tịnh độ thôi. Nên đọc những đoạn văn của ngài, rất là nhiều người chấp vấn ngài, trách ngài vì sao được chân truyền về thiền tông mà cuối cùng lại
Ngài lại truyền bá về tịnh độ. Đây là tâm đại từ đại bi cực kỳ lớn. Biết được rằng chúng sanh đời sau tu pháp môn tịnh độ là phù hợp nhất, nên đem pháp môn tịnh độ để giới thiệu, và chính mình buông xuống vạn duyên để hành trì pháp môn tịnh độ, chuyên nhất niệm Phật. Quý vị đọc đoạn văn rõ ràng là khi người ta đến cầu Ngài giúp đỡ, làm lễ cầu mưa, Ngài nói Ngài không biết gì chứ. Người ta cầu xin quá, Ngài nói rằng vậy tôi làm sao làm theo vậy. Thì Ngài đi, Ngài cứ mỗi bước chân là niệm câu Phật hiệu. Nghi lễ là gì? Niệm Phật. Đó là đại diện cho chúng sanh đời sau. Chư tổ sư đã làm tấm gương, khuyên chúng ta nên niệm Phật. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài giảng pháp nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Vậy mà Ngài nói một câu rằng Ngài đảnh lễ Đại lão Hòa Thượng Ái Hiền, bái Hòa Thượng Ái Hiền làm thầy, trong khi Đại lão Hòa Thượng Ái Hiền không biết chữ nào. Niệm Phật, một câu Phật hiệu niệm 92 năm. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không thông kinh giáo, Ngài giảng pháp hơn 60 năm. Vậy mà Ngài nói Ngài quỳ xuống đảnh lễ một vị không biết một chữ nào, niệm một câu Phật hiệu như Đại lão Hòa Thượng Ái Hiền, nói bái Hòa Thượng Ái Hiền làm thầy, vào phiên tất cả những người niệm Phật nên học theo Đại lão Hòa Thượng Ái Hiền. Và Ngài còn nói một câu rằng tấm gương của Đại lão Hòa Thượng Ái Hiền là làm gương cho chúng sanh 9.000 năm trong thời mạt pháp. Khi giáo pháp Đức Thế Tôn còn 9.000 năm, Đại lão Hòa Thượng Ái Hiền làm tấm gương để dẫn dắt chúng sanh niệm Phật. Nói câu này còn gì nữa. Nên chúng ta tu tịnh độ mà còn nghi ngờ gì nữa vậy quý vị. Nên những đức lấy cái phương pháp mà ngày nào cũng là chúng ta nhắc nhở nhau niệm Phật, nhắc người nhắc mình, nhắc mình nhắc người làm hoài vậy đó. Ai mà không kiên nhẫn nghe thì rớt. Còn ai kiên nhẫn nghe làm kẻ ngu dại không biết gì, niệm một câu Phật hiệu, dù đọc muôn kinh vạn luận cũng không biết gì, chỉ biết niệm Phật thôi. Đọc thì đọc nhưng mà đọc muôn kinh vạn luận cũng không có lý luận, cũng không có tình chấp, không có suy nghĩ những văn tự đó là lý giải hay ý nghĩa gì, khỏi đi. Dù có đọc muôn kinh vạn luận cũng để tiêu khiển thời gian quy về niệm Phật thôi. Tại vì giờ có những khi vọng tưởng, có khi niệm Phật hoài niệm được thì muốn đọc là đọc đi, đọc hoài cũng được mà không có lý luận với suy nghĩ gì về văn tự trong đó. Chỉ có đoạn văn nào nói về niệm Phật thì tự nhiên hưng khởi lên chút, còn văn tự nào không nói về niệm Phật thì cho qua, cứ làm hoài vậy. Rồi tức khắc bất cứ lúc nào rảnh là cứ niệm Phật. Nhưng mà những đức cũng ít bao giờ mà đọc sách, chỉ có niệm Phật. Tính ra từ khi gặp tịnh độ tới giờ 12 năm, bữa nay mùng 1 tháng 9 đúng 12 năm. Khi đi tu vô chùa là còn một tháng nữa là tới Tết. Thời gian 12 năm đi qua, chỉ có một câu Phật hiệu chân thật mà niệm, thấy rằng được sự lợi ích vô cùng là lớn. Rất là nhiều huynh đệ đã gặp được pháp môn tịnh độ mà cuối cùng làm kẻ cùng tử, đi tìm đầu này đầu kia đầu nọ, đi tìm đạo tràng này đạo tràng kia đạo tràng nọ chi nữa. Chỉ cần duy trì được cái tâm của mình chuyên nhất niệm Phật, dù quý vị có trì chú, quý vị có tụng kinh cỡ nào đi chăng nữa cũng là chuyên nhất niệm Phật. Mình là người chuyên nhất niệm Phật, giữ cái tâm niệm Phật đó không có cái gì trở ngại đối với kinh chú cả. Tại vì sao? Vì mình biết rằng tụng kinh trì chú theo thờ khóa của một số nơi mà mình đang ở thì đó chỉ là thời gian để tu định về một phương pháp. Quý vị phải nhớ tụng kinh cũng là tu định, trì chú cũng là tu định. Dùng phương pháp nào trong Phật giáo cũng là tu định. Nhưng cái tu định thù thắng và chúng ta có thể làm được đó là niệm Phật để đạt đến định tam muội.
thù thắng nhất. Nhưng mà bây giờ nhân duyên của mình chưa gặp được một nơi hoàn toàn chiến nhất, thì bây giờ mình ở bất cứ một ngôi chùa nào đi chăng nữa thì trì chú đại bi hay là tụng kinh hay nhiều phương pháp gì, nhưng quý vị đó là thờ khóa, chỉ có một ngày mấy thờ khóa vậy thôi. Còn buông ra rồi cái chuyện niệm Phật của quý vị, ai trở ngại được quý vị? Ai trở ngại được? Rồi chân thật niệm Phật đi rồi nhân duyên tự nhiên sẽ đưa đẩy, yên tâm. Nhưng lúc niệm Phật đó quý vị sẽ cảm giác được rõ ràng niệm Phật dễ, dùng những phương pháp kia khó. Và cho quý vị cái kinh nghiệm là nhìn đại chúng người ta trì chú này kia đồ, người ta đang tu, quý vị nhìn để ý. Và khi quý vị cảm giác được niệm Phật, quý vị thấy rõ ràng niệm Phật dễ. Và niệm Phật cũng có thể cầu an, niệm Phật cũng có thể cầu siêu, và niệm Phật một đời này giải thoát. Nhìn nhận được sâu sắc rồi thì lòng tin về tịnh độ càng sâu, càng kiên cố đối với tịnh độ. Còn cái này mình nghĩ rằng là cái việc tụng kinh trì chú đồ này kia không chuyên tu, mình nghĩ rằng là mình tu những cái nơi gì mình bị ảnh hưởng tâm này kia rồi, tại mình chứ không phải là tại phương pháp đó. Tại vì phương pháp trong nhà Phật thì phương pháp nào cũng là phương pháp đưa đến cái cảnh giới giải thoát ấy, hiểu không? Rồi cái vị chủ trì họ có tu sao, cái chuyện đó là của họ. Họ đưa lên phương pháp thì mình cứ ở trong chùa người ta thì mình cứ theo phương pháp cái người ta tu hành thôi. Còn cái chuyện mà mình ra khỏi cái thời khóa tu thì mình cái chuyện niệm Phật và gầy dựng tín nguyện là mình tự nhận thức. Quý vị phải nhớ rằng dù quý vị là người đệ tử nhưng chưa chắc là cái tín nguyện quý vị thua một người thầy đâu. Tại vì quý vị tu mình không để ý, nếu như mình mà để ý rồi thì tức khắc mình sẽ thấy cái phương pháp nào là phương pháp thù thắng hữu hiệu. Vì mình cũng được có cơ hội đọc sách chư tổ sư hoặc là nghe pháp hòa thượng Tịnh Không, mình có cái nhận thức nên mình sẽ tự nhận thức được. Nên mới nói câu là đọc sách người xưa xem căn tính mình. Còn nếu như giờ mình đọc sách người xưa mà mình nghĩ mình là người xưa, coi chừng mình rớt. Tại vì sao? Vì cái căn tính của mình không bằng các ngài. Biết rằng là Đức Thế Tôn ngài nói rằng á, tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ y rang Phật. Vậy thì chúng ta cũng y rang chư tổ sư. Nhưng quý vị phải nhớ rằng cái góc độ nhìn thấu buông xuống của mình không được như các ngài. Chừng nào mà chúng ta nhìn thấu buông xuống như các ngài đi thì nó hiển lộ cái tự tánh không khác nhau. Nhưng mà bây giờ cái tình chấp mình quá nặng, mình phải dùng cái pháp tu mà đi đứng nằm ngồi có thể dùng được để mà nó phát được cái tự tánh nhìn thấu buông xuống. Rồi lúc đó quý vị không khác gì chư tổ sư hay chư Phật Bồ Tát. Còn bây giờ mình tình chấp quá nặng, quá nặng nề rồi, phải chọn một cái pháp tu mà phù hợp với căn tính của mình. Và tất cả chúng sanh có thể tu được, đây là chỗ thù thắng. Thí dụ như giờ những đức đưa là một cái thời khóa tu gia đình đi, nhiều người Phật tử ở gia đình người ta tu được, thấy thù thắng à. Bây giờ nếu quý vị đưa là một thời khóa tu, mọi vị nói tu nhiều rất là đặc biệt nhưng mà người ta không tu nổi, vì thua. Bây giờ thí dụ như quý vị ngồi giảng pháp 2 tiếng đồng hồ, giảng thao thao bất tuyệt, nhưng khi người nghe một chút người ta bỏ cuộc nghỉ nghe. Còn bây giờ chúng ta có thể chia sẻ nửa tiếng, 20 phút, nhưng mà có thể người ta nghe hết một bài giảng. Thì quý vị coi lại căn tính chúng sanh là quý vị sẽ biết. Phần nhiều căn tính con người bây giờ là người ta giống như mì ăn liền vậy đó. Cái căn tính mình bây giờ là gấp gáp, có nghĩa là thời gian của con người bây giờ là thời gian bận bịu, nên người ta làm cái gì người ta cũng thích là phải gọn ghẽ rồi thấy được cái thành công. Chúng sanh bây giờ là như vậy. Nhưng pháp môn niệm Phật này là pháp môn niệm Phật là gốc ráo, cái pháp tu mà không rền rà. Bởi vì nó nói là phù hợp căn tính chúng sanh là như vậy. Để ý đi quý vị, chúng ta chia sẻ gì quý vị để ý đi. Quý vị coi là giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, người ta cắt xén quá trời luôn, ta cắt xén những công đoạn hay, những công đoạn tinh hoa để người ta nghe. Thì mình nhìn căn tính con người bây giờ người ta thích nghe như vậy, thì khi mình chia sẻ Phật pháp đừng nên chia sẻ dài quá, chừng 20 phút nửa tiếng hồ đổ lại thôi. Mình khỏe làm chi cái chuyện cực khổ, chi cho nó mệt. Ngồi chia sẻ mà tiếng rưỡi 2 tiếng hồ cũng đuối thế một. Nhưng ngày chủ nhật cộng tu, quý vị phải biết rằng lần từng người ta về lần, nên lấy cái đó đi tiêu khiển thời gian chia sẻ Phật pháp, nói bao nhiêu phương tiện vui vẻ để dẫn dắt nhiều chúng sanh đi vào niệm Phật. Nhưng mỗi ngày những đức chia sẻ Phật pháp thì chỉ dùng thời gian nửa tiếng. Lúc trước buổi sáng nói chuyện mấy năm về trước thì còn khoảng 45 phút 50 phút, từ từ bây giờ
Nhân Đức nói chuyện mỗi buổi sáng chỉ có nửa tiếng hoặc là 25 phút, nhiều thôi à. Thì vì sao? Vì mình nhìn nhận được căn tính của mình. Có khi nửa tiếng đây mà người ta còn cắt, còn 10 phút kìa. Chứ đừng nói chi mà nói nhiều, thấy không? Đó, nên tại sao không làm cái mà mình cũng khỏe, người ta cũng khỏe, mà đi làm cái chỗ mà mình khổ, mình cực, người ta cũng không có làm được, thấy không? Đó, nên căn tính chúng sanh bây giờ rõ ràng, chỉ có niệm Phật. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày nói: tham thiền khó, niệm Phật dễ, thấy không? Vậy thì thôi, chúng ta cố gắng niệm Phật. Nên cái bài học tập mà một câu ai Phật niệm đến cùng là niệm cả đời, cái chân thật niệm đi, sẽ thấy cái lợi ích cực kỳ lớn. Cứ gây dựng tín nguyện cho thật là kiên cố. Hàng Phật tử khắp nơi nơi mà muốn gây dựng tín nguyện kiên cố là cứ nghe thằng ngốc này nè chia sẻ. Tại vì thằng ngốc này chia sẻ, xin thưa với quý vị, đơn giản nhưng mà nó sẽ nhắm ngay cho quý vị gây dựng tín nguyện niệm Phật. Tôi nói thật sự, bây giờ quý vị coi bao nhiêu ông thầy, ông thầy nào mà nuôi người già nhiều gì mà nuôi người già khuyên niệm Phật không à? Thì quý vị cũng biết rằng nhất định tôi có kinh nghiệm về nuôi con người. Dù ngày xưa tôi trên kia 5 năm nhưng phần nhiều tôi gần chúng nhiều, nên tôi hiểu được con người như thế nào thế nào. Từ nơi đó biết được căn tính của chúng sanh trong thời mạt pháp này là tu cái pháp nào thấy phù hợp. Nên thằng ngốc này khỏi cần đi tìm hiểu gì nữa chứ, chỉ cần niệm Phật tới cùng câu Phật hiệu này thôi, ai bỏ kệ. Nên hôm qua Như Đức nói một câu: sân hận khó chịu, buồn phiền vui vẻ có, hay là mất, hay được thương hay bị chê, hay được khen hay chê trách mình gì, sao cũng niệm Phật, như thế nào cũng niệm Phật hết. Vậy là quý vị thành công. Có nghĩa là cái căn tính sao cũng niệm Phật hết chứ, thì phù hợp. Nhưng phải duy trì niệm cả đời thì nhất định giống hệt như cái câu là niệm Phật mỗi ngày được an lạc, an lạc cả đời để vãng sanh. Nhớ nghe, vì thì quá thù thắng.